Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới mọi người 3 mẫu dàn lạnh liền hộp, liền quạt gió, liền công tắc quạt gió và công tắc AC dễ độ chế và thông dụng nhất hiện nay. Đây chỉ là dàn lạnh anh em nhé. Để vận hành và sử dụng được thì nó phải bao gồm cả một hệ thống điều hòa, gồm lốc, dàn nóng, quạt dàn nóng và hệ thống nữa. Đây là em chỉ giới thiệu về cái mẫu dàn lạnh thôi. Ba cái mẫu dàn lạnh hôm nay em muốn gửi tới mọi người đó chính là cái mẫu dàn lạnh 407, mẫu dàn lạnh 405, mẫu dàn lạnh 404. Với ba mẫu này thì cái giá thành của nó cũng khác nhau. Đây, phía bên trên em đang gửi tới anh em. Đây là cái mẫu dàn lạnh 407 về thiết kế lẫn chất lượng của nó khá là ok, thiết kế rất là bắt mắt. Đây, anh em nhìn này. Đây là cái ba cái cửa gió của nó này. Quay lên, quay xuống và chúng ta có thể điều chỉnh hướng gió theo ý mình thích. Đây, anh em có nhìn rõ không? Đây, em đang quay đấy. Đây, mặt mạng inox rất là xa, đẹp. Đây là phía công tắc để chúng ta bật nóng lạnh. Đây là công tắc quạt của nó. Đây. Còn với cái mã 405 thì nó có thiết kế hơi khác một chút, là cái phía nhựa bên ngoài của nó thì là màu ghi, 407 và 404 thì là màu đen. Nhưng mà anh em nhìn tinh một chút này, hai cái đây, cái màu đen của cái này thì nhìn nó xỉn hơn, nhưng cái này thì nó sáng hơn. Về cái 405 thì nó thiết kế là màu ghi. Đây, cửa gió của nó là dạng này. Nó cũng thiết kế ba mẫu này với những cái thiết kế rất là khác nhau nhá. Anh em nhìn này, về cái công tắc quạt gió này của 405 thì nó là gạt lên gạt xuống theo từng lớp này. Đây là cái này có thể chúng ta có thể lắp vào được. Đây, và công tắc điều chỉnh nóng lạnh này. Cửa gió thì cũng điều chỉnh bằng cái then này, nhưng mà đây. Đây, nó thiết kế khác đúng không ạ? Khác với cả 407 này. Với 404 thì nó chỉ có dòng này, nó chỉ có hai cửa gió ở trước và hai cửa gió tròn. Đây, hai cửa gió tròn bên cạnh này. Và công tắc quạt gió của nó thì cũng khá đơn sơ, chỉ như thế này thôi. Đây. Chứ nó không cầu kỳ hoặc là về cái hình thức thì nó không thiết kế gọi là chi tiết cẩn thận bằng hai cái mẫu phía trên. Với cái mẫu dàn này thì nó thiết kế rất là tiện lợi và thông dụng cho anh em. Chúng ta không phải chế độ nhiều, nó không vướng mắc nhiều, chỉ cần về ốp lên, bắt lốc, dàn nóng, dàn lạnh là chúng ta có thể vận hành được. Với những cái dòng xe nó chưa có điều hòa hoặc máy xúc, máy công trình, xe tải, xe đầu kéo thì đây là một mẫu thiết kế khá thông dụng. Nhất là những cái xe tàu đời mới hiện nay là nó không có hệ thống điều hòa. Có một số con là nó còn không có cả hộp, thì anh em đưa những cái dạng dàn lạnh này sang thì nó khá là ok. Đấy, chúng ta nhìn mặt trước này. Đây, đây là cái quạt gió của nó anh em nhé. Ba mẫu quạt này. Đấy, nó đều liền quạt hết. Anh em nhìn thấy không? Đây, đây là quạt của nó này. Điện trở này. Van tiết lưu này. Đây cũng là điện trở van tiết lưu. Này cũng là quạt này. Đấy. Cũng là quạt đấy. Phía mặt trước, đây phía mặt sau. Phía mặt sau của nó đấy. Đây. Này cũng là van tiết lưu rồi. Đó. Rồi. Với cái dàn lạnh mà nó có cái điện trở liền để bảo vệ như này thì nó rất là tốt, ổn định và độ bền cho quạt. Dù có gọi là cầu trì nó, khi mà quạt có chạy quá tốc độ thì nó sẽ giúp được ổn định. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em ba mẫu dàn lạnh liền quạt gió, liền dàn, hay còn chay như chúng ta thường gọi là cái bộ dàn liền hộp để chế đấy ạ. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu, tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Em xin chào.